Trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ có diện tích khá rộng, trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, là trục đường chính từ các tỉnh Tây Nguyên đi qua tỉnh Bình Phước để về thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Công an huyện Bù Đăng đã hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai và các lực lượng thuộc Bộ Công an phong tỏa trạm xăng dầu này. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Thanh Niên, nguyên nhân được cho là có thể liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả đã được Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố trước đó.